Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Đầu video, Tâm xin chúc cho cả nhà sẽ có thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Tâm cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã chọn kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm để theo dõi tất cả những tin tức tổng hợp về diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu ngày mới, ngày 23 tháng 7 năm 2021, với những diễn biến nóng hổi mới nhất về dịch bệnh Covid-19. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe nha. Đầu tiên là diễn biến dịch bệnh trên cả nước Việt Nam. Thì tối 22 tháng 7, Bộ Y tế cũng đã công bố trong 12 giờ qua có đến 3.227 ca mắc mới, và trong đó thì có 28 ca nhập cảnh và 3.199 ca ghi nhận trong nước. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.785 ca và Bình Dương là 615 ca, cùng với đó Cần Thơ là 42 ca. Như vậy là trong ngày 22 tháng 7, Việt Nam ghi nhận có đến 6.194 ca, trong đó có 30 ca nhập cảnh và 6.164 ca ghi nhận trong nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh là 4.218 ca và Cần Thơ là 45 ca do Bộ Y tế công bố. Đến nay thì Việt Nam có tổng cộng 74.317 ca mắc, trong đó có 2.129 ca nhập cảnh và 72.242 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 70.672 ca, trong đó có 10.647 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Với tình hình điều trị thì có 1.450 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22 tháng 7, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên là 13.421 ca. 129 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU, 18 ca nguy kịch đang điều trị ECMO. Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm cho 151.033 xét nghiệm cho 719.203 lượt người. Tổng cộng từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 4.905.725 xét nghiệm cho 13.572.520 lượt người. Và về tiêm chủng thì tổng số liều vaccine đã được tiêm đó là 4.367.939 liều, trong đó một tiêm một mũi đó là 4.042.984 liều, tiêm hai mũi là 324.955 liều. Đó là theo số liệu công bố từ phía Bộ Y tế ha cả nhà. Thì mọi người ơi, khi xem video thì mọi người đừng quên một thao tác nhỏ để ủng hộ cho Tâm Tâm có những động lực để làm video tiếp theo, đó là hãy bấm like và share video này. Cùng với đó thì nếu như ai chưa bấm subscribe đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông báo để là người đầu tiên nhận thông báo mới nhất trên kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Khi Tâm có thông tin mới, video mới thì Tâm sẽ chia sẻ ngay đến mọi người. Đó thì cả nhà hãy bấm like nếu như thấy hữu ích nha. Rồi bây giờ thì chúng ta chuyển qua một thông tin tiếp theo, thì thông tin có liên quan đến địa bàn thành phố Cần Thơ hết cả nhà. Thì ngày 22 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng với Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã ra thông cáo báo chí số 3347 liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid trên địa bàn thành phố Cần Thơ tính đến 17 giờ ngày 22 tháng 7. Thì Tâm Tâm cũng xin thông tin tới mọi người là trên địa bàn thành phố trong ngày 22 tháng 7 đã ghi nhận có 75 ca nhiễm Covid-19, trong đó cụ thể là 8 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 36 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó, 7 trường hợp trong khu cách ly phong tỏa, 24 trường hợp được xét nghiệm phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. Và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các trung tâm y tế quận, huyện phối hợp với lực lượng công an cũng khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp có liên quan, cũng đã truy vết được 171 F1, 121 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết.
đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định. Trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cũng đã được chuyển đến cơ sở y tế cách ly và điều trị. Trong ngày 22 tháng 7, thì các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện xét nghiệm nhanh cho 1.795 test và xét nghiệm RT-PCR cho 1.826 trường hợp. Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19 Cần Thơ thông báo đến những người có liên quan đến các điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2021 như sau. Thứ nhất là các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số B57, khu dân cư Hàng Bàng, phường An Khánh. Số 331A2, /6, tổ 6, khu vực 5, phường An Khánh. Số 12/21, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An. Số 43/18/3, đường Phạm Hữu Lão, phường Thới Bình. Số 75B, khu dân cư Hồng Phát, phường An Bình. Số 24/26B, đường Võ Thị Sáu, phường Tân An. Số 12/25A, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An. Số 1/38D, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú. Số 148, đường Trần Việt Châu, phường An Hòa. Số 2048, khu dân cư 3A, phường An Bình. Thứ hai là các địa điểm thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, bao gồm số 86B, khu vực Hưng Phú, phường Hưng Phú Thứ. Số 720-721, tổ 4, khu vực 1, phường Hưng Phú. Số 1059, tổ 18, khu vực 4, phường Hưng Phú. Số 425, tổ 20, khu vực 4, phường Hưng Phú. Số 337, tổ 4, khu vực 4, phường Hưng Phú. Tổ 20, khu vực 4, phường Hưng Phú. Nhà trọ sinh viên, khu vực 6, phường Hưng Thạnh. Số 9A, tổ 52, khu vực 8, phường Hưng Phú. Số 367B, khu vực Yên Trung, phường Lê Bình. Tiếp theo đó là các địa điểm thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, gồm có số 1A, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy. Tổ 3, khu vực 3, hẻm 40, đường Lê Hồng Phong, phường Trà An. Số 28/13, đường Huỳnh Phan Hộ, tổ 5, khu vực 4, phường Trà An. Số 38/3, đường Huỳnh Phan Hộ, tổ 7, khu vực 4, phường Trà An. Số D7, đường Nguyễn Thông, phường An Thới. Số 67/BT, khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền. Số 174/23, đường Trần Quang Diệu, phường An Thới. Tổ 7, khu vực 1, phường Trà Nóc. Số 6/78, khu vực 4, phường Trà Nóc. Số 38/4, khu vực 2, phường Trà An. Số 28/13, đường Huỳnh Phan Hộ, phường Trà An. Số 54/46/21, tổ 6, khu vực 3, phường Trà An. Số 32/2B, đường Hồ Trung Thành, phường Trà An. Số 40/8/T5, khu vực 3, phường Trà An. Các địa điểm thuộc huyện Thới Lai và quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ bao gồm xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, ấp Phước Thới 1, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. Số 184, khu vực Thới Hòa, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Rồi cuối cùng là các địa điểm thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ gồm có ấp Trường Thọ A, xã Trường Long. Số 92, tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Giai Xuân. Đề nghị khẩn trương đến trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế hoặc liên hệ đến các số điện thoại sau đây để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì Tâm Tâm cũng sẽ chia sẻ cái công văn, cái thông cáo báo chí này lên bên fanpage Facebook Gia đình Vui Vẻ của Tâm Tâm về những số điện thoại đường dây nóng này, để những ai có liên quan thì có thể xem thông báo này và liên hệ đến các số điện thoại đường dây nóng để kịp thời khai báo ha. Thì trên đây là những thông tin mà mình chia sẻ trong video sáng nay, ngày 23 tháng 7 năm 2021. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã luôn quan tâm theo dõi, và Tâm Tâm sẽ cố gắng chia sẻ đến mọi người những thông tin mới nhất, nhanh chóng, kịp thời và chính xác nhất để cả nhà có thể lắng nghe và nắm bắt kịp thời thông tin. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn quan tâm theo dõi. Bây giờ thì Tâm Tâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong video tiếp theo. Bye bye!